Tèo Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc đã trở lại kênh của Tèo Điêu trong một clip ngắn ngày hôm nay. Clip ngắn ngày hôm nay thì tiếp tục là một trong những con DBX 260 để phục vụ đến những quý vị anh chị em yêu âm thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Một trong những con cốt số với giá thành rất là bình dân mà mang lại chất âm cũng như cải thiện toàn bộ những cái bộ dàn âm thanh của chúng ta, có tiếng súp hay, tiếng loa phun mềm mại. Thì ngày hôm nay thì Eldo về được số lượng là 3 con để phục vụ đến những quý vị anh chị. Nguồn điện của dòng sản phẩm thì nó là chạy nguồn điện là 120V. Một trong những cái con mã DBX dòng cốt số như này thì nó cũng là một trong những các cái dòng phục vụ quốc dân thôi, nên giá thành nó cũng không phải là quá đắt đỏ. Nó chỉ ngoài 10 triệu là chúng ta sở hữu một con như này thì chúng ta có thể chơi cải thiện được những cái bộ dàn âm thanh mỹ bãi của gia đình chúng ta. Thì ngày hôm nay thì Eldo mở cái nội thất để quý vị anh chị em chúng ta cùng xem về cái ruột ở bên trong và về các cái ngoại thất ở bên ngoài. Nói chung một trong những các cái con chất bãi hàng đã qua sử dụng ở đất nước của Tây mà về đây thì như thế này thì chắc chắn là vẫn là một trong những cái con được đánh giá đẹp xuất sắc và hàng tuyển chọn. Và nó là hàng bãi xịn quý vị anh chị em nhé, chứ không phải là hàng đã từng dùng ở những các cái ngôi trường ở Việt Nam hoặc quán bar vũ trường thanh lý ra thì nó khác. Còn một trong những cái con này là bên trung tâm của Tiểu Đô tuyển hàng xịn của bãi về để phục vụ đến quý vị anh chị em. Những con như này thì chúng ta thấy rằng nó được thiết kế cho chúng ta với cái cấu hình nó cũng rất là mỏng, nó cũng chỉ mỏng ngang với một con vang số thôi. Đấy, và mặt trước thì nó có cái màu hơi kiểu tím than, nó không phải là đen hẳn cũng không phải là xanh hẳn. Đấy, màu này rất là đẹp, rất là dịu. Và những các cái bộ nội thất ở bên trong, chắc chắn là những quý vị anh chị em chúng ta mà chơi những các cái âm thanh bãi thì luôn luôn 100 người thì cũng cả 100 người đều quan tâm nhất về cái nội thất ở bên trong, và nó còn được đẹp và nó còn được zin xịn. Ở những cái con như này thì đảm bảo về cái độ zin, độ xịn 100% để phục vụ đến cho quý vị anh chị em yêu âm thanh. Tất nhiên những cái con hàng Mỹ thì luôn luôn là cái độ đẹp của nó thì luôn luôn chúng ta thấy rằng nó được làm từ những các cái màu của những các cái vỉ bo mạch, từ những các cái chạm, từ những các cái sợi dây của nó cũng chúng ta nhìn thấy nó rất là khôn và nhìn nó rất là đẹp mắt. Từ những các cái con chở, từ những các cái chân còn các cái đầu lắc tín hiệu và đầu ra, chúng ta thấy nó còn rất là đẹp, nó còn đang sáng cáo luôn. Bởi vì tại sao nó lại được đẹp như vậy là cái ngôi trường và cái khí hậu của đất nước của họ nó khác với đất nước của mình. Nguồn điện của dòng sản phẩm thì nó được chạy đó là nguồn điện 100 đến 120V. Và phía sau thì được trang bị cho chúng ta đó là đấy, 6 cái cổng tín hiệu để lấy tín hiệu đầu ra. Với âm ly thì chúng ta có thể dùng một trong hai cổng đánh súp và một trong hai cổng đánh phun, và một trong hai cổng chúng ta có thể dùng những cặp monitor vân vân. Đây là phía sau. Và con thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng ba chiếc này thì cái về cái nội thất ở bên trong nó cũng đẹp như nhau, những các cái vỉ màu xanh, màu xanh lá cây quý vị anh chị em nhé. Đấy, nó đẹp như nhau thôi. Tất nhiên những quý vị anh chị em thì chúng ta có nhu cầu chúng ta sở hữu những cái con này thì bất kể những con bác lấy trước hay là lấy sau thì nó cũng đều là đẹp như nhau. Bởi vì bên Tiểu Đô thì bán là luôn luôn là người rơi tiền đầu tiên thì cũng phải tuyển những cái hàng nó đảm bảo về cái chất lượng, những cái sản phẩm để phục vụ đến cho các bác. Những cái con này thì nó là quốc dân thôi nhưng nó mang lại cho chúng ta cái chất âm cực kỳ hay, cái tiếng bát, tiếng súp chúng ta có thể điều chỉnh theo cái ý muốn của mình. Và nó cũng sử dụng với chúng ta, những bác nào mà chịu khó mày mò thì cũng nhanh thôi, một vài lần là chúng ta đã có thể làm quen, làm chủ được cái này để chúng ta có thể chỉnh được những các cái tần số của những cái dòng sản phẩm như này. Đấy, phía sau đó là DBX 260. Đây DBX đây. Đấy. Mặt trước đây. Đấy. Sang những cái con thứ ba. Luôn luôn thì
thì audio dù là những cái cặp loa hay là những cái sản phẩm đẩy hoặc là bất cứ những cái thiết bị gì thì về bên thì audio thì luôn luôn là đều mở cái nội thất để chúng ta cùng xem. Để chúng ta cùng xem cùng đánh giá về cái độ đẹp của cái sản phẩm. Đấy, một con cốt số mà được làm một cái cục nguồn chúng ta thấy nó tròn to ịch tên. Nhìn từ cái màu của cái hàng xịn, chúng ta nhìn từ cái màu của nó đã thấy nó khôn hẳn. Nó khôn mà nhìn nó vững chắc. Những quý vị anh chị em chúng ta có nhu cầu để sở hữu một cái bộ âm thanh đầy đủ từ những con vang số, từ những chiếc cốt DBX260 hoặc là những bàn mixer liên quạt CMS600 hoặc là những bàn mixer LS9 hoặc là những cái bộ tay mix Shure, bộ Shure những cái ông lớn của Mỹ và bộ Shure thì ông lớn của Đức. Những quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu để chúng ta sở hữu những cái sản phẩm xịn sò hoặc là những cái dây xịn, những cái jack xịn, và chúng ta hãy liên hệ với Tèo Điều theo số điện thoại ở trên tấm biển, hoặc chúng ta có thể kết nối Zalo. Và số lượng của ngày hôm nay thì với trung tâm của Tèo Điều về được số lượng là ba con cốt số như này DBX260 quý vị anh chị em nhé. Nhu cầu về mua sắm chúng ta hãy liên hệ với Tèo Điều, còn những quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu mua sắm những các cái linh kiện thiết bị khác về những các cái loa đẩy mic hoặc là sub vân vân hoặc là mixer đều có để phục vụ cho quý vị anh chị em nhé. Và bây giờ thì một video ngắn thì Audio sẽ dừng clip ở đây để phục vụ cho quý vị anh chị em. Chúng ta xin hãy liên hệ với Tiểu Audio theo số điện thoại. Và bây giờ thì Audio xin dừng clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo.